được sống cả đời bình an yên ổn. Hãy nhớ mãi mãi không được tin lời bạc tán của người khác. 道不尽红尘舍恋，诉不完人间恩怨。Thời chưa đến giận sẽ không tới, thời đến rồi giang sự sẽ thuận lợi. Làm sao mà ngươi biết được những người vô danh tiểu tốt hôm nay sau này có nổi danh thiên hạ không? Nếu có một ngày họ thật sự nổi danh thiên hạ thì ngươi có hành động như ngày hôm nay để rồi phải hối hận không kịp không? Ta tung kiếm chỉ có một lần thôi, nhưng đã mài kiếm suốt mười mấy năm. Trời không dồn người vào đường cùng, đất có đức hiếu sinh, hoa có lúc nở lúc tàn, sông dài cũng có ngày cạn kiệt. Tào Tháo đã từng có một câu danh ngôn: ta rằng ta phụ thiên hạ, không để người thiên hạ phụ ta. Ta cũng có câu danh ngôn này: tha để người thiên hạ phụ ta, ta không phụ người thiên hạ. Người có trí tuệ nên biết nhìn xa. Văn chương cao chuốt làm gì? Nhận định thời thế, tùy cơ hành sự, đó mới chính là cảnh giới cao hơn. Quang Vũ là ai? Mãi mãi cũng sẽ không quên ơn phụ nghĩa. Thế gian thứ khó gọt giũa nhất chính là lòng người, khó làm thỏa mãn nhất cũng là lòng người, thứ khó ngăn trở nhất lại cũng là lòng người. Đạo bu chinh hồng chân sơ liên, sụ bu an nhân gian ân yên, sư sư đại đại tổ sư yên. Nếu biết là tội nhục thì tốt, biết nhục thì sao mới dũng được. Trên thế gian này anh hùng không thiếu, đáng tiếc người có chí lớn là thì nhiều, nhưng thành đại nghiệp không được bao nhiêu. Con người mắng không chết được đâu, kẻ ca tụng thiên hạ cũng chính là kẻ phỉ báng thiên hạ. Chinh hồng chân sơ liên, sụ bu an nhân gian ân yên, sư sư đại đại tổ sư yên. Thắng người khác, trước tiên mình phải đứng trên vùng đất đã từng thua trận.
Trong thời buổi loạn lạc này, không có gian xảo với giả dối, chỉ có mạnh yếu và giỏi dở. Đó gọi là thắng làm vua, thua làm giặc. Một khúc xương to, hai con chó giặt nhau. Con yêu mà nhanh miệng, lấy được trước. Vậy con chó mạnh, sao chấp nhận được? Kẻ trí trọng thực tại, kẻ ngu tranh hư danh. Xưa nay ta dùng người đều là đã nghi thì không dùng, nếu dùng thì không nghi. Nếu đã dùng thì đừng hối hận. Trong phúc có quả, trong quả có phúc, phúc quả nương nhau. Khôi, bỏ tay. Mãi không được sợ, đáng sợ nhất là lòng cũng bại. Giá là quân tử phải trả, là bị lăng nhục, là bị chà đạp, bị tiêu diệt, thậm chí bị giết chết. Ta thà là một giang hùng, có thể thực hiện được hoài bão của mình. Kẻ làm chủ công chính là biết sai sửa sai, không nhận sai. Tuyệt đối không nhận sai. Người không có vợ như nhà không cột. Cuộc vui có được là mấy chục, có các chi hạt mốc sáng ngày, nguồn sâu lai láng cứ dời đầy. Giải phiền quả có, rượu này làm vui. Thà ta phụ tất cả người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta. Đạo nghĩa lòng người, tự có công luận. Đạo đức luân lý, không thể nói suông trên cửa miệng. Mà điều quan trọng là khiến mình không thấy hổ thẹn với lòng mình. Trong thời loạn lạc, chỉ có kẻ mạnh mới xứng nói nhân nghĩa, còn kẻ yếu thì lại bị gạt bỏ. Vị càng ngon thì càng thích chát, cá càng ngon thì càng dễ mắc quên đó. Con người trước tiên phải giữ lòng thanh tịnh mới có thể kề cào gối ngủ. Người khôn lường chuyện đời khó đoán, chuyện của sau này ai mà biết chắc được.
Trên đời này có con chim nào đứng trên một cành cây trong 2 ngày không? Huống hồ là một con phượng hoàng ha. Phàm là chính nhân quân tử thì thịt đều rất chua. Trước tiên mình phải đứng trên vùng đất đã từng thua trận. Hướng lên có trời, cúi xuống có đất. Thiện ác ở trong lòng con người, trời đất đều nhìn thấy và đều nghe thấy hết. Thành tâm đối với kẻ khác, càng phải thành tâm với chính mình. Đạo bu chinh hồng trần sơ liên, sùng bu an nhân gian ân uyên. Đã gọi là khách nên đặt mình ở ngoài cuộc. Có câu rằng người trong cuộc tối, người ngoài cuộc sáng. Con đem gia sản nhà họ Tào đi bán hết thì sẽ được 25 vạn lượng. Con hãy dùng nó chiêu binh mãi mã, xây dựng ngọn cờ khởi nghĩa. Không đủ, không thể đủ được. Người làm đại sự không thể không có tiền, nhưng mà cũng không phải dựa hoàn toàn vào tiền. Trước tiên là con người. Có được một vị anh hùng còn nhiều hơn có 10 vạn lượng vàng. Từ xưa tới nay đều có chuyện đại gia giả trung nghĩa, giả mà như thật. Trung nghĩa và gian ác đều không thể nhìn bề ngoài mà nhận ra được. Ăn xong lên, ít cũng chẳng sợ. Thất bại bỏ chạy, nhiều cũng ăn thừa. Ngàn lời nói cũng không hiểu nghiệm bằng lời nói thật. Sự ra sao? Thế nhân nghĩa làm gốc thì lòng thân, chứ đạo làm người. Bởi vì thiên hạ đại loạn trước tiên cho bởi lòng người làm lạc. Muốn trị thời loạn phải lấy được lòng người. Ta nhất quyết lý, nhân chống bất nhân, lấy nghĩa chống bất nghĩa.送不完人间恩怨，世世代代都是缘。Thất bại là một chuyện tốt. Thất bại có thể dạy cho chúng ta làm sao có thể thành công. Thất bại có thể dạy chúng ta biết làm sao để chiến thắng. Thất bại có thể dạy cho chúng ta biết làm sao đoạt thiên hạ. Con người ta muốn thành đại nghiệp phải biết nắm được thì là muốn được. Ngủ ít mà làm nhiều không thể sống lâu. Có thể các người trước đây đã nhìn lầm Tào Tháo ta, bây giờ lại cũng nhìn lầm. Nhưng mà ta vẫn là ta. Ta chưa hề sợ người khác nhìn lầm ta.
trượng phu và tiểu nhân không thể chung được. Thành đại nghiệp phải biết nắm được thì là buông được. Trên đời này không có chuyện gì có thể giấu được mãi mãi, muốn cho người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Ý thấy ức hiếp người nhưng mà cũng không để người ta ức hiếp, ức hiếp người ta tất tự diệt, có phải không? Thời binh cần thần giỏi, thời loạn cần gian hùng. Gian tặc với gian hùng tuy chỉ khác một chữ, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Địch và bạn luôn luôn biến hóa. Hôm nay là địch, ngày mai rất có thể sẽ trở thành bạn. Hôm nay là bạn, cũng có thể trở thành địch trong ngày mai. Lập nên đại nghiệp thì phải biết nhịn những chuyện người thường không nhịn được. Chết không đáng sợ. Chết là một đêm mùa hè mát mẻ, khi người ta nhắm mắt ngủ mà không ưu phiền. Nhỏ bằng giọt nước, phải báo đáp bằng cả con suối.